Hello các bạn, năm nay Trung Thu đã đến. Các phụ huynh họp nhau làm bánh dẻo Trung Thu để tặng cho các thầy cô và các em. Các bánh dẻo đã được đóng hộp. Trong quá trình làm bánh, các em vui mừng muốn ăn thử bánh Trung Thu dẻo ra sao. Đây là loại bột để mình rảy xung quanh bánh để cho nó khỏi dính. Tiếp theo chị Thảo sẽ chỉ mình cách làm bánh dẻo ép ra bằng khuôn. The most important thing you have to do, one, hold it, put it up, and the second one, put it down, put it up, and the third one, put it all the way, that's it, see, and then we do one more time, okay, yeah, that's very, very important that you have to hold it, okay, so, do like it, okay, and rotation it, and then cut all it out, okay. Cut all it out, okay? And then one of them, put it in here. Like this. And press it. Press it. Press it. Press it. No spray, okay? Make sure no spray, okay? À, phải ấn cho nó đầy lên. Đúng rồi, no spray, okay? And then flip it. And then one, push it up. Two, push it up. Oh, press and three. Go. Use all the two fingers to lift. That's it. See? Now that is the checklist. So this. Đây là nhân đậu xanh đã được nấu chín cân 70 gram. Và đây là bột bánh dẻo chúng ta sẽ cân 80 gram. Rồi chúng ta sẽ nặn bột ra cho nó thành một cái bánh tròn. Rồi bỏ nhân đậu xanh vào chính giữa. Rồi bóp cho nó tròn lại. Now we will try to flatten the dough into a circle. Then we're gonna place the green bean ingredient inside. And seal it. Then make it round again. Quay Hương làm nha. Nãy quay chị Thảo bây giờ tới. This time we're gonna try make the autumn cake with the design on both sides, top and bottom. Mất bàn.
làm hai mặt luôn này. Làm nhau rồi, làm hai mặt luôn. Mắt chung à? Mắt chung à? Mắt chung à? Order all the cake into the box. Cho mượn cái bọc bịch bột. Mình sẽ cần rảy ít bột vào các khay cho bánh khỏi bị dính nha các bạn. We need to sprinkle a little bit of the powder onto the tray so that the autumn cake doesn't stick. Giờ mình sẽ cho một cái bánh tròn và một cái bánh vuông vào mỗi khay. Như vậy là anh Giang đấy.